Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Mà như các bạn được biết thì đại dịch Covid đã quay trở lại và tạo ra làn sóng thứ hai ở Việt Nam. Các bạn nên nhớ theo dõi sát sao những thông tin chính thống của nhà nước Việt Nam và chấp hành tuân thủ những biện pháp hướng dẫn về vệ sinh dịch tễ bằng những biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn và tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với những người có triệu chứng ho và sốt để đảm bảo những sự an toàn cho cá nhân và cộng đồng, giúp chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 nhá. Và để đến với video so sánh về hai mẫu xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback và chiếc xe VinFast Fadil 1.4 lít phiên bản cao cấp nhất, thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhá. Xin cảm ơn. Đầu tiên đó là về mức giá bán. Mức giá bán của hai mẫu xe này như sau. VinFast Fadil phiên bản cao cấp nhất có mức giá bán niêm yết là 499 triệu đồng. Còn Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback thì có mức giá bán niêm yết đó là 395 triệu đồng. Vậy là chắc chắn Hyundai Grand i10 gần như là rẻ hơn VinFast Fadil về phiên bản cao cấp nhất khoảng 104 triệu đồng. Tuy vậy thì có rất nhiều người ngay từ ban đầu đã lấy mức giá bán để so sánh giữa các dòng sản phẩm với nhau. Tuy nhiên thì Auto Việt Nam khuyên các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ giữa giá bán và giá trị. Nếu một dòng sản phẩm có mức giá bán cao nhưng lại không mang nhiều giá trị sử dụng cho chúng ta thì đây mới gọi là có mức giá bán đắt. Còn nếu giá trị của dòng sản phẩm đó tương xứng thì chắc chắn không có gì là đắt cả. Ví dụ ở đây tôi muốn nói đến đó là hai dòng sản phẩm Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback và chiếc xe VinFast Fadil phiên bản cao cấp nhất. Hai mẫu xe này đều nằm trong phân khúc xe đô thị hạng A. Tuy nhiên thì lại lệch nhau lên tới gần 100 triệu đồng, hơn 100 triệu đồng. Ở đây thì chúng ta sẽ có giá trị về hữu hình và giá trị về vô hình. Về tổng quan thiết kế, nói về cái tổng quan thiết kế của mẫu xe Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil trên phương diện là góc độ thẩm mỹ. Tất nhiên là mỗi người sẽ có cái góc nhìn khác nhau về vẻ đẹp. Nhưng cá nhân tôi thì tôi phải thú thực rằng là Hyundai Grand i10 có cái thiết kế đẹp mắt hơn so với VinFast Fadil. Với kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở xe thì Hyundai i10 hatchback có cái chiều dài đó là 3.765mm, chiều rộng đó là 1.660mm và chiều cao đó là 1.520m. Còn VinFast Fadil thì có cái chiều dài đó là 3.676mm, chiều rộng đó là 1.632mm, còn đối với chiều cao đó là 1.495mm. Trục cơ sở Hyundai Grand i10 1.2 lít hatchback là 2.425mm. Còn phần trục cơ sở của VinFast Fadil phiên bản cao cấp nhất là 2.385mm. Còn về trọng lượng không tải thì sao? Cụ thể thì Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback sở hữu một cái trọng lượng khối lượng khô là 1.051kg. Trong khi đó thì VinFast Fadil phiên bản cao cấp nhất sở hữu một cái trọng lượng khối lượng khô là 1.005kg. Kết luận từ Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback có kích thước dài hơn so với đối thủ. Tuy nhiên thì chiều rộng và chiều cao thì kém hơn so với VinFast Fadil một chút. Hyundai i10 thì có cái trục cơ sở lớn hơn so với VinFast Fadil và khối lượng không tải thì Hyundai i10 cũng lớn hơn VinFast Fadil. Tiếp đến đó là phần trang bị ở phần đầu xe. Nói về những cái mẫu xe đến từ Hàn Quốc thì tôi cũng phải công nhận rằng họ rất biết cách chiều chuộng khách hàng và khá là phóng khoáng để trang bị trong những cái dòng sản phẩm của mình những cái tiện ích. Phần đầu của chiếc xe này thì được trang bị cái cụm đèn chiếu sáng bằng bóng đèn halogen chóa sáng phản xạ. Phía bên dưới thì sử dụng đèn sương mù halogen và đèn định vị cũng được sử dụng dạng LED. VinFast Fadil thì cũng được trang bị cụm đèn chiếu sáng bằng bóng đèn halogen chóa sáng phản xạ. Phía bên dưới sử dụng đèn sương mù halogen, đèn định vị ban ngày cũng được sử dụng dạng LED. Tiếp đến đó là trang bị ở phần thân xe thì Hyundai Grand i10 được trang bị bản lốp đó là 165-65 kết hợp với la răng 14 inch. Còn với VinFast Fadil thì được trang bị bản lốp đó là 185-55 và sử dụng la răng 15 inch. Hai mẫu xe này đều được trang bị gương chiếu hậu có khả năng gập điện, chỉnh mặt gương bằng điện và có đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên thì VinFast Fadil có thêm chức năng sấy mặt gương chiếu hậu. Kết luận như vậy thì là ở phần thân xe thì VinFast Fadil có la răng to hơn 1 inch so với Hyundai Grand i10 và gương chiếu hậu có thêm chức năng sấy mặt gương xe. Các bạn cứ tưởng tượng rằng là nếu như trong cái điều kiện thời tiết mưa to như này, nếu gương chiếu hậu không có chức năng sấy gương thì cũng là một trong những cái điều kiện khá là bất tiện và không đảm bảo sự an toàn. Lý do là bởi vì chúng ta rất khó quan sát những phương tiện ở phía đằng sau. Bởi lẽ vậy nên tôi đánh giá rất cao về chiếc xe VinFast Fadil ở chi tiết này. Mặc dù chi tiết này thực sự rất là nhỏ nhưng nó vô cùng hữu dụng. Tiếp đó là về trang bị ở phần đuôi xe, đều được trang bị một cái cụm đèn hậu sử dụng hoàn toàn bằng bóng đèn halogen.
đèn phanh trên cao sử dụng dạng LED và cảm biến va chạm phía sau. Tuy nhiên thì Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback lại không có camera lùi ở phía sau, chỉ có phiên bản sedan mới có thôi. Vậy là phần này thì một lần nữa VinFast Vanil lại vượt trội hơn so với Hyundai Grand i10 vì có camera lùi tích hợp phía sau. Tiếp đến đó là về trang bị ở phần nội thất xe. Đối với tôi thì khoang nội thất của Hyundai Grand i10 ưu điểm đầu tiên đó là một trong những không gian thực sự rất rộng rãi, thoải mái hơn khá nhiều so với Morning hay là VinFast Vanil. Tuy nhiên thì ghế ngồi của cả phiên bản hatchback lại chỉ được bọc da phanỉ mà thôi. Không gian thì chắc chắn không thể thoải mái như Hyundai Grand i10. Tuy nhiên thì VinFast Vanil đã có ghế da tổng hợp cho phiên bản cao cấp nhất. Vô lăng hai mẫu xe này thì đều được bọc da mềm và có những cái nút bấm tăng giảm âm lượng và điều chỉnh đạp thoại rảnh tay. Màn hình tablo của Hyundai Grand i10 thì hoàn toàn được sử dụng dạng analog. Còn đối với mẫu xe VinFast Vanil thì được sử dụng dạng analog bán điện tử, hiển thị những cái thông tin về mức tiêu hao nhiên liệu và số km và rất nhiều những cái thông tin khác nhau ở trên cái màn hình điện tử như vậy. Bên cạnh đó thì cụm màn hình trung tâm giải trí của chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, có tích hợp với GPS dẫn đường bằng tiếng Việt và hiển thị những cái thông tin giải trí. Ngoài ra thì cụm màn hình này còn có kết nối với những tính năng như là USB, MP3, AUX, Bluetooth và đi kèm hệ thống âm thanh là 4 loa. Bên phải cụm màn hình trung tâm giải trí của VinFast Vanil thì phiên bản cao cấp nhất cũng được cái trang bị cái màn hình 7 inch có kết nối với camera lùi tích hợp sẵn phía sau, có khả năng điều chỉnh điều hòa bên trong màn hình 7 inch, có khả năng kết nối với USB, MP3, AUX, Bluetooth và có khả năng kết nối với Apple CarPlay và Android Auto nữa và sử dụng hoàn toàn bằng Google Maps, đi kèm với đó là hệ thống âm thanh 6 loa. Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback thì được trang bị điều hòa chỉnh cơ, còn VinFast Vanil phiên bản cao cấp nhất được trang bị điều hòa tự động. Tiếp đến đó là cảm nhận về cái sự thoải mái phần nội thất xe phía sau thì vẫn là cái cảm giác i10 rộng rãi hơn khá nhiều so với VinFast Vanil. Và đây cũng là lý do tôi hiểu tại sao mà các bác tài taxi rất thích mua Grand i10 vì đơn giản nó rất là rộng rãi, thoải mái để chở khách. So sánh về thiết bị an toàn ở trên xe thì Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 lít AT hatchback bao gồm những trang bị công nghệ an toàn như sau. Trang bị hai túi khí an toàn, dây đai an toàn ở các vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Còn về VinFast Vanil thì phiên bản cao cấp nhất được trang bị công nghệ an toàn như sau: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, chức năng kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chức năng chống lật ROM, móc cố định trẻ em ghế ESOFIX và 6 túi khí an toàn. Nói đến đây thì nhiều người cũng đã hiểu lý do tại sao Auto Việt Nam lại đặt tiêu đề bài so sánh đó là giá trị hữu hình và giá trị vô hình. Các bạn hãy để lại những ý kiến comment bình luận ở phía bên dưới nhé. Không hề có cái cảm giác giữ tua hay níu tua như Hyundai Grand i10 và cảm giác tăng tốc rất là êm và bốc.